Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, câu nói đó luôn đúng và đặc biệt càng đúng hơn với chị Trần Thị Yên, trú tại xóm 5, thôn Sơn Hòa, xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bé Trần Bảo Châu là con gái đầu lòng của chị, năm nay cháu 3 tuổi. Bé vốn rất bụ bẫm, hiếu động và ngoan ngoãn. Thế nhưng khoảng 5 tháng trước, bé Châu bỗng gặp tình trạng đau rát họng, ho đờm, cứ ăn vào là nôn chớ, khiến chị Yên vô cùng lo lắng. Cách đây 5 tháng thì cháu bị viêm amidan cấp, có những biểu hiện là đau cổ, kém ăn và ho, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu ở trong cổ, quấy hơn. Có nghĩa là cháu bị biểu hiện là ho, rồi là khó chịu cổ, quấy khóc, thì là gia đình cũng rất là lo lắng và cháu ăn rất là kém. Và thường xuyên là còn khó chịu ở cổ nên là dẫn đến tình trạng nôn. Ăn một ngày, ăn đôi khi là nôn vì gần chục lần. Thế là gia đình cũng lo lắng và đưa cháu đi khám. Thì là bác sĩ chuẩn đoán bệnh là viêm amidan cấp. Bệnh thì cứ tái đi tái lại, uống thuốc vào thì chỉ được hiệu quả trong một tuần thì cháu lại bị lại. Gia đình rất là lo lắng tại vì lúc nào con cũng kêu đau cổ và khạc nhỏ và không chịu chơi nữa, và việc học của cháu bị gián đoạn, cháu phải nghỉ học liên tục. Gia đình rất lo. Ăn thì kém đi, trước đây thì cháu ăn được 2 bát cơm, nhưng mà từ hồi có bệnh thì cháu chỉ uống sữa thành nhiều bữa trong ngày, thì gia đình cho ăn ít một nhưng mà vẫn bị nôn ra, và cân nặng của cháu là bị sút hẳn, cháu gầy yếu hẳn đi. Chứ không, trong thời gian đấy thì hầu như là bị chứng lại, không phát triển về chiều cao lẫn cân nặng. Gia đình tôi rất là lo. Một lần tình cờ, chị Yên xem TV thấy giới thiệu sản phẩm cốm Tiêu Khiết Thanh dùng cho người bị viêm amidan rất tốt. Chị chợt nhớ lại trước đây mẹ chị từng bị hạt xơ dây thanh quản, hụt hơi, nói nhanh mệt, nhưng đã tìm lại được giọng nói trong sáng nhờ Tiêu Khiết Thanh. Bản thân chị dạo trước cũng bị khàn tiếng sau sinh, chỉ dùng vài hộp Tiêu Khiết Thanh đã thuyên giảm nhanh chóng. Vì vậy chị liền lên mạng tìm hiểu thêm và được biết, ngoài dạng viên uống cho người lớn, hiện nay có cả sản phẩm cốm Tiêu Khiết Thanh tiện dùng dành cho trẻ em. Chị vui nhất là sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên nên không gây tác dụng phụ như dùng kháng sinh, không chỉ giúp cải thiện nhanh triệu chứng mà còn ngăn ngừa viêm amidan tái phát hiệu quả. Tình cờ thì bà ngoại cháu cũng có dùng sản phẩm. Sau một lần phẫu thuật về dây thanh quản thì bà dùng rất là hiệu quả và bà có mách cho tôi. Thì tôi về tôi tìm hiểu ở trên mạng và gọi đến số tổng đài thì được dược sĩ tư vấn về Tiêu Khiết Thanh. Tôi có đặt hàng và cho cháu dùng thử. Rất là có tiến triển, là sau 3 ngày thì cháu đã có giảm những triệu chứng đau họng và cháu ăn được một ít. Thì tôi có cho cháu dùng đều. Thì sau một tuần là cháu đã giảm hẳn những triệu chứng như đau họng, ho, quấy khóc, nôn. Những tình trạng đấy thì rất điểm hẳn. Và tôi vẫn cho cháu sử dụng đều ngày 2 lần. Trước bữa ăn 30 phút thì tình trạng của cháu là cải thiện hơn, cháu ăn khỏe hơn và đi học lại được bình thường, không phải nghỉ nữa. Và cháu chịu chơi hơn, gia đình chúng tôi rất là vui mừng khi thấy cháu có những biểu hiện tốt như thế. Mà sau cả một thời gian dài cháu bị bệnh, trước đây thì mỗi lần giao mùa là cháu có những biểu hiện là ho, khó, đau họng, kém ăn, ốm, hay ốm, rất hay là hay ốm vặt. Nhưng từ lúc dùng cốm Tiêu Khiết Thanh thì những triệu chứng ấy là không có nữa, mỗi lần giao mùa, thay đổi thời tiết nên tôi rất là yên tâm. Chỉ sau 3 ngày sử dụng sản phẩm cốm Tiêu Khiết Thanh, chị Yên đã hoàn toàn yên tâm khi bé đã giảm ho, ăn được, không còn bị đau họng. Sau khi uống được một tuần, bé hết hẳn đau họng, không còn nôn chớ. Điều quan trọng là sau khi kiên trì cho con sử dụng hết 10 hộp cốm Tiêu Khiết Thanh, các dấu hiệu của viêm amidan không còn tái phát nữa. Bé khỏe mạnh, đi học đều và ăn ngon, tăng cân.
chị Yên thực sự đã tìm được người bạn đáng tin cậy trong chặng đường nuôi con không hề dễ dàng này. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân chính dẫn đến viêm amidan cấp ở trẻ là do sức đề kháng suy yếu, từ đó dễ bị các yếu tố bất lợi từ môi trường tác động, dẫn đến viêm nhiễm và tái phát nhiều lần. Do đó, để điều trị bệnh triệt để, không chỉ cần cải thiện nhanh các triệu chứng mà còn phải tăng cường sức đề kháng, giúp phòng bệnh tái phát. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Tiêu Khiết Thanh là sản phẩm được kết hợp từ các loại thảo dược như rẻ quạt, xạ can, bán biên liên, bồ công anh, sói rừng, cao kinh giới, cỏ lào, đều có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ, từ đó giúp cải thiện nhanh các triệu chứng do viêm amidan gây ra. Bên cạnh đó, cốm Tiêu Khiết Thanh được bổ sung thêm vitamin C, vitamin D3 và kẽm gluconat, từ đó giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp giảm ho, tiêu đờm, giảm sưng đau họng do viêm đường hô hấp trên, viêm thanh quản, amidan, viêm họng và ngăn ngừa bệnh tái phát hiệu quả. Cốm Tiêu Khiết Thanh dùng cho người bị viêm đường hô hấp trên dẫn đến khản tiếng, mất tiếng, người có nguy cơ viêm đường hô hấp trên do nhiễm lạnh. Sản phẩm cốm Tiêu Khiết Thanh là món quà sức khỏe giúp các bậc cha mẹ như chị Yên không còn lo lắng khi trẻ không may mắc viêm amidan cấp, viêm đường hô hấp trên.